À, đến những cái vùng mà có người mất thì mình cũng rất là sợ, vì nhiều khi người ta mất thì cái vong, cái vía người ta rất là nặng á, rất là lo về cái đó. Đằng đủ là mình thấy nhiều anh chị mọi người đều giúp đỡ rồi, thế là mọi người cũng có khuyên mình là có thể đi hỗ trợ những vùng khác nhiều hơn. Nhưng mà nếu như vào đằng đủ thì mình cũng rất là sợ, vì mọi người thấy ở trong đấy là nhiều người cũng bị nhập, cũng bị vong nhập, rồi là trong đấy mọi người mùi ở trong đấy thì khá là khó chịu, giống như kiểu xác á, để nhiều ngày mà chưa tìm thấy thì chắc chắn nó sẽ bốc mùi đấy rồi. Em mình rất là sợ. Xin chào tất cả khán giả của Mèo Entertainment, mình là Phạm Thoại. Khi biết thông tin bà con vùng lũ đang gặp khó khăn, phản ứng đầu tiên của Phạm Thoại là gì? Khi mà nghe được những cái thông tin về bão lũ á, thì mình một phát là mình đã lên đường ngay. Vì nghe được thông tin là mình đã biết là bà con sẽ phải gặp khó khăn như thế nào rồi. Và mình quyết định đi luôn, và rõ ràng các bạn sẽ thấy rằng là chỉ còn vài ngày nữa là mình đến phiên lai, nhưng mà mình đã phải hủy phiên lai đi. Có nghĩa rằng là mình không có một cái sự chuẩn bị trước, giống như kiểu là giống như kiểu sao ta nó gọi là đợi bị rồi mới đi, mà mình đã chuẩn bị là thấy bão phát xong rồi đi luôn. Đó, kiểu vậy. Khi mà mình đi thì mình cũng có kêu bạn bè mình là ở đây bão lũ bà con như này đây, mình có đi hỗ trợ được không, thì các bạn đều đồng ý, là những cái người trong team của mình, trong công ty của mình, các bạn đều sẵn sàng tham gia đi làm sao để giúp đỡ được bà con. Phạm Thoại cảm thấy thế nào khi có một vài thành phần đã lợi dụng tăng giá nhu yếu phẩm trong lúc bà con đang gặp khó khăn? Mình cảm thấy khá là bức xúc, bởi vì họ đang lợi dụng trong lúc khó khăn để kiếm tiền, thì mình cảm thấy cái điều này rất là sai. Bởi vì thực tình ra những cái đồng tiền đó mọi người kiếm một cách rất là sai trái. Những lúc khó khăn thì đồng bào chúng ta lên giúp đỡ nhau, thay vì việc chúng ta phải đôn giá để chúng ta ăn lời để làm cái gì. Chúng ta có rất nhiều cách để có thể kiếm tiền được, nhưng tại sao trong cái lúc khó khăn này mà chúng ta lại phải tăng giá sản phẩm lên, thì mình cảm thấy rất là bực. Bởi vì mình đã là người gặp trường hợp như vậy, mình bị tăng giá lên, ví dụ cái phao nó có nhiêu 40.000 đồng thôi, mình hỏi sáng hôm sau nó tăng được 135.000 đồng một cái, mình cảm thấy rất là bực. Nhưng mà lúc đó mình cũng không có quan tâm đến cái nhiều điều đó quá nhiều, quan trọng tập trung để giúp đỡ bà con, giờ ngồi tranh cãi chẳng được vấn đề gì. Vậy cuối cùng Phạm Thoại có chấp nhận mua áo phao với mức giá cao không? Đúng rồi, phải mua cao hơn. Hồi đó là mình mua với giá là 70-80 là thấp, là thấp nhất đó, là 70-80 một cái áo phao để hỗ trợ cho bà con. Trong quá trình giúp đỡ bà con, có hoàn cảnh nào đặc biệt khiến Phạm Thoại nhớ nhất không? Hoàn cảnh thì nhiều lắm. Ví dụ ở Ninh Bình có một hoàn cảnh là một bà thì có nuôi một người bị động kinh, cũng khoảng tầm 10-20 tuổi bị động kinh hay sao, một người khoảng tầm 42 năm, cũng làm giống như kiểu bị chất độc da cam hay sao, người ta cũng cứ nằm ấy thôi, giống như kiểu là cũng chẳng lao động, cũng chẳng làm gì được hết, cũng không có suy nghĩ được cái gì. Thì mình cảm nhận được rằng là người ta rất là vất vả, mặc dù bà cũng nhiều tuổi rồi, cũng có con trai, nhưng mà nhà nghèo, thì nó lại chạm đến cảm xúc của mình khi mà gia đình mình cũng như vậy, bố mình cũng bị liệt giường do tai nạn lao động, thì mình cảm thấy rất là thương, và mình cũng đã đồng cảm với cái hoàn cảnh của bà trong cái lúc bão lũ như thế, thì nhà cửa nó cũng không có đầy đủ, nhìn nó trống hơ trống hoác chẳng có gì hết, nhìn rất là thương và rất là tội người ta đó. Còn lại thì các cái hoàn cảnh thì mình thấy hầu như chỗ mình đi thì mọi người đều không có điều kiện nữa, rất là khó khăn. Phạm Thoại có điều gì nuối tiếc trong lần đi giúp đỡ bà con này không? Có chứ. Thực tế ra thì mình buồn bởi vì là mình không giúp được bà con nhiều hơn. Mọi người sẽ thấy là ví dụ khi mà mình đi cho bà con, có người mình cho 5 triệu, có người cho mình 10 triệu. Lúc đó mình ước rằng mình có thật nhiều tiền để có thể giúp đỡ tất cả mọi người. Nó có thể cho mỗi người 100 triệu để cho người ta có thể là ổn định được cuộc sống, thậm chí sửa lại nhà cửa để cho họ, hoặc tạo được công ăn việc làm cho họ, là cái điều mà mình cảm thấy mình mong muốn nhiều nhất. Tuy nhiên thì sức mình cũng có hạn, mình cũng không có quá nhiều kinh phí để có thể giúp đỡ cho bà con, bởi vì rất nhiều người người ta đang cần mình thì bắt buộc mình phải chia ra thôi. Nên nhiều khi mình cũng suy nghĩ rằng là nếu như mình không làm được thì mình mong lan tỏa được những cái hình ảnh đẹp để mọi người cùng nhau đi, mọi người cùng nhau chung tay giúp đỡ. Ví dụ như 10 người, 100 người mà như mình đi chẳng hạn, thì xã hội này chắc chắn thì nó sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Đi làm từ thiện nhưng vẫn bị gặp những thị phi không mong muốn, Phạm Thoại có tiếc công sức mình đã bỏ ra không? Mình chưa bao giờ mình tiếc, mà cái số tiền mà mình bỏ ra
Bởi vì là làm nghệ thuật cũng sẽ có rủi ro, không phải bộ phim nào cũng thành công, không phải lúc nào chúng ta cũng thu được lợi nhuận hoặc là mang lại được nhiều cái điều tích cực mà chúng ta mong muốn. Tuy nhiên thì đó là những bài học để chúng ta rút ra kinh nghiệm, để chúng ta có thể là làm nghề về lâu về dài hơn. Còn lại nghệ thuật thì nó nói chung là đầu tư một bộ phim hay làm bất kỳ một cái dự án nào thì nó cũng giống như sao ta gọi như là chơi, gọi như là 50-50 thôi, hên xui thôi. Có nó hên xui thì cũng không phải, nhưng mà ý là còn phụ thuộc vào khán giả nữa. Người ta thích thì người ta thích thôi, còn người ta không thích thì mình cũng phải chấp nhận chứ. Bây giờ biết sao người ta sao thay đổi được ý định của khán giả. Trong quá trình đi làm từ thiện ở làng Nủ, Phạm Thoại có gặp phải những câu chuyện tâm linh như lời đồn không? Để nói về câu chuyện tâm linh thì mình cũng từng chia sẻ trên mạng với mọi người rồi, đó chính là cái việc mà chúng ta đi vào ban đêm á, ví dụ như gọi tên đi chẳng hạn thì không được gọi tên nhau, không được gọi tên thật lên, chúng ta chỉ gọi là ví dụ mày ơi hay tao này kia thôi, để giảm tình trạng là có thể là vong nó theo. Hoặc là đi ban đêm đi rừng thì mọi người cũng không lên chạm này chạm kia, động này động kia, bởi vì mọi người biết là câu chuyện tâm linh thì khó có thể nói bất kỳ một cái điều gì lắm. Và tự mình thì lại sợ thì cũng sợ, nhưng mà đi giúp đỡ người là chính. Nhiều khi là 12 giờ đêm vẫn chưa đi về, 2 giờ đêm mới về cơ, mà đi đường rừng đường núi mọi người biết nó rất là nguy hiểm, mà nhiều khi là nó còn nứt cái đấy ra rồi. Hay nhiều câu chuyện tâm linh nó rất là sợ, và đến những cái vùng mà có người mất thì mình cũng rất là sợ, vì nhiều khi người ta mất thì cái vong cái vía người ta rất là nặng á, rất là lo về cái đó. Làng Lũ là mình thấy nhiều anh chị mọi người đều giúp đỡ rồi, thế là mọi người cũng có khuyên mình là có thể đi hỗ trợ những vùng khác nhiều hơn. Nhưng mà nếu như vào Làng Lũ thì mình cũng rất là sợ, vì mọi người thấy trong đấy là nhiều người cũng bị nhập, cũng bị vong nhập, rồi là trong đấy mọi người mùi trong đấy thì khá là khó chịu, giống như kiểu xác ấy. Để nhiều ngày mà chưa tìm thấy thì chắc chắn nó sẽ bốc mùi thế rồi, em rất là sợ. Chứ bây giờ em cũng bị ở nhà thuê không à, thì thực tế ra thì em nghĩ đơn giản thôi, nếu như mà tiền trong tay em đã có thì trước mắt ai khó ai cần thì em giúp đỡ, còn cái việc nhà việc cửa thì em nghĩ là có lui lại thì cũng không có ảnh hưởng gì cả. Vì hiện tại bây giờ kinh tế của em nó cũng ổn định, chứ nó cũng không có khó khăn lắm. Em cũng không có nghĩ đến cái bước cuối cùng là mình gặp khó khăn. Thực tế là như thế. Có khó thì em vẫn nghĩ được cách để kiếm được tiền. Tuy nhiên thì em thấy trong cái giai đoạn này thì người cần tiền không phải là em, mà những cái người đồng bào khó khăn ngoài kia, thì em giúp đỡ thôi. Đơn giản nó là như thế thôi. Còn lại mà để kiếm bao nhiêu tiền em cũng chẳng suy nghĩ được. Khi mà em đi từ thiện, em bỏ ra rất nhiều tiền, nhiều người đó. Nó bỏ ra vài tỷ để đánh bóng tên tuổi. Thực tế ra thì em nghĩ nếu như mà thế thì chắc là ai đi từ thiện cũng đánh bóng tên tuổi à. Thế thì cái việc này nó là xấu đúng không mọi người? Chứ cũng không phải là cái việc tốt. Vậy thì nếu như việc từ thiện là việc đánh bóng tên tuổi, thì vậy việc nào mới là việc tốt để có thể giúp đỡ bà con, và ai sẽ là người hỗ trợ bà con những lúc cần thiết như vậy? Thì rõ ràng là em cảm nhận được rằng là mọi người đang bị làm quá vấn đề lên. Với tất cả những việc gì mà em làm, khi mà em tiếp xúc với mọi người hoặc những người mà em đi qua để giúp đỡ mọi người có thể, em rất là mong mọi người có thể là có một cái tiếng nói, mọi người thử nói về bản thân em xem bản thân em có thực tế là đi làm màu hay không. Bản chất em là một cái người rất là đơn giản. Em đến từ thiện cũng nói thẳng mọi người luôn, quần áo đầu tóc, mọi người nhìn hình ảnh của em xem, bình thường Phạm Thoại sẽ là một cái người mà khá là chỉnh chu trước mặt tất cả mọi người, và em luôn là cái người mà giữ cái hình ảnh đẹp trong mắt khán giả. Tuy nhiên với em, những việc làm nào mà em cảm thấy nó thiết thực và cần thiết, hoặc là những cái việc làm nào nó xuất phát từ trái tim em, thì mọi người sẽ thấy mọi thứ nó sẽ trở nên đơn giản. Nhiều người nói rằng là em đi làm màu, thực tình thì bản thân em suy nghĩ đơn giản lắm. Em đi em quay lại không phải đơn giản là em làm màu, vì mọi người vẫn nói rằng là đi từ thiện mày quan trọng không. Em chỉ cần trả lời một câu hỏi đó, những video của em là những bằng chứng cho mọi người để mọi người thấy em có ăn chặn hay không. Tất cả mọi thứ trên cộng đồng mạng hay trên social em đều công khai một cách rõ ràng và cụ thể. Thậm chí em nói thẳng luôn, em có thách thức sao kê luôn. Em không có sợ bất kỳ một cái điều gì. Vì bản thân em sống một người rất là ngay thẳng. Em không sợ rằng là
phải đợi mọi người nhắc em sao kê. Em đi phát là em có sao kê rồi. Nhưng mà chẳng qua là thời gian vừa rồi thì em cũng khá là bận với công việc, nên là sao kê là em phải để một vài ngày nữa em sẽ có một cái rất là hay là mega sao kê. Tất cả mọi thứ thông tin mọi người cần em sẽ trả lời cho mọi người hết, để cho mọi người đỡ thắc mắc. Em luôn chủ động làm tất cả mọi thứ, kể cả việc sao kê. Tại sao mà mọi người sẽ thấy khi mà nhắc đến sao kê thì mọi người sẽ né hoặc là mọi người này kia, nhưng mà em trực tiếp đối diện với cái việc sao kê luôn. Còn việc phông bạc thì ngay từ đầu em cũng đâu có phông bạc đâu. Bao nhiêu tiền là em sao kê ra luôn cho mọi người luôn cơ mà. Em đi từ thiện cho mọi người xong, ngày hôm sau em có sao kê luôn. Thì em cũng chẳng sợ gì em phải phông bạc cả.